Tổng thống Putin nói Nga phải tính đến việc F-16 có thể mang vũ khí hạt nhân. Dù tin Nga lần đầu dùng bom dẫn đường mới oanh tạc Kharkov. Nga tuyên bố tấn công các địa điểm lắp ráp và lưu trữ máy bay không người lái của Ukraine. Moscow nói rằng NATO đang chuẩn bị cho xung đột với Nga. Mỹ tuyên bố không ủng hộ Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Xin kính chào quý khán giả. Thùy Trang rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Ngày 27 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Nga sẽ tính đến khả năng máy bay chiến đấu F-16 có thể mang vũ khí hạt nhân. Ông nói, máy bay phản lực F-16 có thể mang vũ khí hạt nhân và chúng ta phải tính đến điều này khi lập kế hoạch tác chiến. Bình luận này được đưa ra trong chuyến thăm của ông Putin tới căn cứ Tozok ở vùng Tver, nơi đặt trung tâm huấn luyện 344 dành cho phi công chiến đấu của Nga, bao gồm cả những phi công đang được huấn luyện để tham gia chiến dịch quân sự. Tại đây, Tổng thống Putin nói thêm, nếu các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất tới Ukraine, Nga sẽ hạ gục chúng giống như các thiết bị khác của phương Tây viện trợ cho Kiev. Nhà lãnh đạo Nga nói, nếu NATO chuyển giao F-16, tôi nghĩ họ biết rõ điều này không thay đổi tình hình chiến trường. Nga sẽ bắn hạ những chiếc máy bay này giống như cách phá hủy xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác được phương Tây đưa đến Kiev. F-16 là máy bay chiến đấu một động cơ được không quân Mỹ đưa vào trang bị vào cuối những năm 1970, ban đầu được sản xuất bởi General Dynamics trước khi được Lockheed Martin mua lại. Tuy nhiên, F-16 đòi hỏi hệ thống đường băng chuẩn NATO, điều này khiến nó khó có thể được triển khai ở Ukraine trong bối cảnh hiện tại. Đây cũng là lý do khiến nhiều chuyên gia suy đoán Kiev sẽ đặt phi đội F-16 ở các nước NATO có chung đường biên giới. Ukraine nhiều lần đề nghị phương Tây viện trợ thêm kích F-16 do Mỹ sản xuất nhằm cải thiện năng lực không quân. Sau nhiều tháng do dự, hồi tháng 5 năm ngoái, Mỹ đã bật đèn xanh cho các quốc gia châu Âu làm điều này. Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan nằm trong số các quốc gia đã cam kết tặng F-16 cho Ukraine. Một liên minh gồm nhiều nước đã hứa sẽ giúp đào tạo phi công Ukraine về cách sử dụng F-16. Hồi tháng trước, theo The Kiev Independent, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo Ukraine có thể sẽ nhận được lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ Đan Mạch vào mùa hè này. Tuy nhiên, các đối tác của Kiev lưu ý rằng không nên đánh giá quá cao vai trò của máy bay F-16. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, những máy bay chiến đấu này không thể thay đổi tình hình trong khu vực hoạt động chiến đấu, dù chúng sẽ nâng cao năng lực chiến đấu của Ukraine. Ngày 27 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng quân đội của nước này đã tấn công các địa điểm lắp ráp và lưu trữ các máy bay không người lái của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã sử dụng máy bay tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái lực lượng tên lửa và các đơn vị pháo binh của lực lượng vũ trang Nga để tấn công vào các địa điểm lắp ráp và lưu trữ máy bay không người lái của Ukraine tại 136 khu vực trong chiến dịch quân sự tại đây. Hệ thống phòng không của Nga đã hạ gục 210 máy bay không người lái của Ukraine và bắn hạ 21 tên lửa HIMARS và Vampire MLRS. Trong khi đó, lực lượng Nga đã đẩy lùi 9 cuộc phản công của Ukraine ở vùng lân cận Avdiivka trong 24 giờ qua, với thương vong về quân sự của Kiev lên tới 255 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bộ binh và 6 ô tô. Ngoài ra, lực lượng Nga còn gây thiệt hại cho nhân sự và thiết bị quân sự của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 32 và 60 của quân đội Ukraine gần các khu định cư của Sinkovka ở vùng Kharkov và Terni ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng trong khoảng thời gian 24 giờ, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công liên hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển và trên mặt đất, cũng như máy bay không người lái nhằm vào các khu trung tâm, địa điểm ra quyết định của cơ quan an ninh Ukraine, các doanh nghiệp công nghiệp quân sự và các khu vực triển khai các lực lượng lính nước ngoài ở Ukraine. Các cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu đề ra. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, từ ngày 16 đến 22 tháng 3, quân đội Nga đã thực hiện 49 cuộc tấn công trả đũa bằng vũ khí chính xác, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhan, để đáp trả việc Ukraine pháo kích vào các khu vực đông dân cư của Nga và nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ của nước này. Hôm 24 tháng 3, lực lượng không quân Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác, phóng từ trên không và máy bay không người lái, mục tiêu là các cơ sở công nghiệp điện và khai thác khí đốt của Ukraine, cũng như xưởng lắp ráp máy bay không người lái của Hải quân Ukraine. Tại cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga vừa qua, Tổng thống Putin cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu vực đông dân cư của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ dẫn đến một cuộc tấn công trả đũa. Về phần mình, hãng thông tấn Union của Ukraine dẫn thông báo của lực lượng không quân Ukraine cho biết
10 trong tổng số 13 máy bay không người lái của Nga được phóng từ vùng Kursk của Nga đã bị bắn hạ ở các khu vực Kharkiv, Sumy và Kiev trong ngày 26 tháng 3. Thông báo lưu ý thêm rằng các đơn vị tên lửa phòng không, nhóm hỏa lực cơ động thiết bị tác chiến điện tử của không quân và lực lượng phòng không Ukraine đã tham gia đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết khoảng 30 hệ thống pháo, 20 xe tăng và xe bọc thép, một hệ thống phòng không Nga bị phá hủy trong ngày 26 tháng 3. Còn trên biển, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, cùng ngày, các quan chức Ukraine tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã tấn công một tàu Ukraine mà lực lượng Nga đã thu giữ vào năm 2014. Cụ thể, người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Plentenchuk tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã phóng tên lửa Neptune vào tàu đổ bộ lớp Konstantin Ohansky Propucha. Các quan chức quân sự Ukraine cũng xác nhận rằng quân đội nước này đã tấn công thành công các tàu đổ bộ, tàu trinh sát một trung tâm liên lạc của hạm đội Biển Đen và một số cơ sở hạ tầng quân sự ở Sevastopol vào đêm 23 rạng sáng 24 tháng 3. ISW đánh giá rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tàu và cơ sở hạ tầng của Hải quân Nga ở Biển Đen có thể sẽ tiếp tục ngăn cản Moscow tái triển khai tàu đến Sevastopol và phía tây Biển Đen, đồng thời làm Nga khó khăn trong tối đa hóa khả năng chiến đấu của hạm đội Biển Đen. Trong khi đó, ngày 26 tháng 3, Giám đốc SBU Vasi Maliuk tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã không sử dụng cầu kích nối đất liền Nga với Crimea để vận chuyển vũ khí và hàng hóa sau hoạt động thành công của Ukraine, ám chỉ cuộc tấn công vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Ngày 27 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân nước này cần suy xét cẩn thận những rủi ro trước khi lên kế hoạch đến và lưu trú tại một số quốc gia nào đó. Cơ quan này cảnh báo công dân Nga có thể bị bắt hoặc bị giam giữ theo đề nghị của các cơ quan hành pháp hoặc cơ quan đặc biệt của Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Mỹ có thỏa thuận dẫn độ với hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó có Thái Lan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, những địa điểm du lịch nổi tiếng. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, họ đã nhận được khiếu nại từ du khách Nga về một số hạn chế nhất định của Liên minh châu Âu EU đối với việc mang theo đồ dùng cá nhân và nhập cảnh vào khối bằng ô tô mang biển số Nga. Cơ quan ngoại giao của Nga nói thêm rằng, trong khi họ tiếp tục đưa ra các cảnh báo du lịch cụ thể, công dân Nga phải luôn lưu ý một khi rời khỏi đất nước, họ sẽ thuộc thẩm quyền tài phán của các quốc gia khác, tức là có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp và quy định tại địa điểm đến hoặc nơi cư trú. Nga từ lâu đã cảnh báo người dân có thể bị dẫn độ từ một số quốc gia về Mỹ, đồng thời nhận định người bị bắt sẽ phải đối diện với những phiên tòa trên đất Mỹ mà không có sự hỗ trợ tư pháp từ Nga. Trong những năm gần đây, đã có ít nhất hàng chục trường hợp quốc gia khác dẫn độ người Nga sang Mỹ. Trước đó, một trường hợp điển hình gây xôn xao dư luận như vụ doanh nhân Viktor Bao và phi công Konstantin Zaroshenko bị Mỹ bắt. Ông Bao bị bắt trong một chiến dịch truy quét của Mỹ ở Thái Lan vào năm 2008 và bị dẫn độ sang Mỹ 2 năm sau đó. Ông bị tòa án nước này kết án về tội buôn bán vũ khí với mức án 25 năm. Ông Bao luôn phủ nhận các cáo buộc cho rằng mình là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Ông đã được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân vào năm 2022 để đối lấy việc Moscow trả tự do cho cầu thủ bóng rổ người Mỹ Bradley Greener, người đã bị bắt do liên quan đến ma túy. Trong khi Zaroshenko bị bắt vào năm 2011 tại Liberia, quốc gia cũng có hiệp ước dẫn độ với Mỹ do liên quan đến hành vi buôn lậu ma túy dù liên tục phủ nhận. Sau khi bị kết án tại Mỹ một năm sau đó và phải ngồi tù 11 năm ở quốc gia này, ông đã được thả tự do để đổi lấy cựu thủy quân lục chiến Mỹ Trevor Reed. Giới truyền thông gần đây đưa tin, trong khi chính phủ Pháp đang vật lộn với kế hoạch cắt giảm chi tiêu, thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại một lần nữa tuyên bố sẽ bổ sung thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Và lời hứa này của ông Macron được cho là khó có thể thực hiện được. Trong năm tài khoá 2024, chính phủ Pháp phải cắt giảm ít nhất 10 tỷ euro, tương đương 10,8 tỷ đô la Mỹ, khi thâm hụt ngân sách của nước này đã lên tới 144,5 tỷ euro, tương đương 156 tỷ đô la Mỹ, và dự báo tăng trưởng kinh tế Pháp trong năm nay xuống chỉ còn 1%. Hồi tháng trước, chính phủ Pháp tuyên bố hoàn toàn có thể thực hiện việc cắt giảm 10,8 tỷ đô la Mỹ ngân sách bằng cách chi tiêu của tất cả các bộ và cắt giảm các chính sách công, bao gồm viện trợ phát triển và trợ cấp để cải tạo các tòa nhà. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Pháp Macron lại đưa ra cam kết viện trợ thêm 3 tỷ euro cho Ukraine trong năm nay, đã đẩy kế hoạch giảm chi tiêu của Paris về vạch xuất phát. Điều này đẩy chính phủ của ông Macron vào tình thế tiến thoái lưỡng nan cả về chính trị lẫn ngân sách.
Tờ Le Monde nói thêm, các nhà lập pháp thuộc đảng phục hưng cầm quyền của ông Macron cho biết họ thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi từ cử tri, những người không thể hiểu làm thế nào chính phủ có thể cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong khi lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu trong nước. Le Monde cho rằng, để thực hiện lời hứa với Kiev, chính quyền ở Paris sẽ phải biến hóa sổ sách, chẳng hạn như khoản đóng góp 900 triệu euro của Pháp cho cơ sở hòa bình châu Âu, một quỹ của Liên minh châu Âu-EU để hỗ trợ Ukraine. Một lựa chọn khác có thể là tăng giá trị các thiết bị được viện trợ cho chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, tờ Le Monde nói thêm rằng nội các của ông Macron có thể vẫn phải sửa đổi dự luật tài chính LFR vào mùa hè, mặc dù động thái như vậy dễ tạo ra nguy cơ về chính trị đối với chính phủ bởi luật này cần có sự chấp thuận của Quốc hội Pháp. Trong khi đó, các đảng đối lập phản đối việc cấp thêm tài chính cho Kiev. Bất chấp những vấn đề được Le Monde nêu ra, hôm 26 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu tuyên bố rằng Paris sẽ sớm có thể giao thêm 78 pháo tự hành Casa cho Kiev, đồng thời tăng cường cung cấp đạn pháo cho nước này. Trước đó, hôm 25 tháng 3, trong cuộc phỏng vấn với CNN, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cho rằng các quốc gia EU ủng hộ Ukraine bởi Kiev đáp ứng được lợi ích của Bruxelles. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cho biết, chúng tôi ủng hộ Ukraine không chỉ chúng tôi yêu thương người dân Ukraine, đó là vì lợi ích của chúng tôi, và đó cũng là lợi ích của Mỹ với tư cách là một bên tham gia vào các vấn đề toàn cầu. Theo The Guardian, khảo sát hồi tháng 1 năm 2024 ở 12 quốc gia thành viên EU, bao gồm Đức, Pháp, Hungary, Italy, Hà Lan, Bà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển, cho ra kết quả không mấy khả quan. Tại châu Âu, chỉ 10% số người tham gia khảo sát tin rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng trên chiến trường, trong khi con số này là 20% đối với niềm tin dành cho Nga. Khi được hỏi liệu châu Âu có nên tiếp tục giúp đỡ Ukraine, tỷ lệ đồng ý lần lượt là 50% ở Thụy Điển, 48% ở Bồ Đào Nha và 47% ở Ba Lan. Trong khi đó, 64% câu trả lời từ Hungary, 59% từ Hy Lạp, 52% từ Italy và 49% từ Áo cho rằng Ukraine nên nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận san sẻ, chẳng hạn như ngồi vào bàn đàm phán. Châu Âu chưa từng từ bỏ cam kết hỗ trợ Ukraine, song bối cảnh xung đột đang buộc các nhà lập pháp phải tìm một phương án khác, ít tổn thất hơn là tiếp tục đối đầu quân sự với Nga. Cuộc phản công của Ukraine đình trệ trong bối cảnh nhà viện trợ hàng đầu là Mỹ có khả năng sẽ chào đón sự quay trở lại Nhà Trắng của ông Donald Trump, người kiên định với quan điểm nước Mỹ trên hết và không hào hứng với các cuộc xung đột của NATO. Về phía Nga, Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ, EU và các đồng minh chuyển giao vũ khí cho Kiev sẽ không ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu trong hoạt động quân sự của mình và có khả năng làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Gần đây, Lữ đoàn Cơ giới số 63 Ukraine đã công bố trên Telegram video một máy bay không người lái cỡ nhỏ tập kích thiết giáp chở quân của lực lượng Nga. Bài đăng của đơn vị này có đoạn: một thiết giáp nữa của Nga cháy rụi nhờ các phi công điều khiển UAV của lữ đoàn 63. Theo bình luận viên Oliver Parkhen của Warzone, lữ đoàn 63 dường như không nhận ra họ đã tập kích Ladoga, loại thiết giáp chở quân siêu hiếm của Nga. Video cho thấy UAV tiếp cận thiết giáp Ladoga rồi lao vào từ phía sau trước khi tín hiệu gián đoạn. Lữ đoàn 63 không công bố địa điểm cụ thể của vụ tập kích, song dường như đơn vị này cũng đang chiến đấu cùng lữ đoàn cơ giới số 60 và số 93 của Ukraine gần thành phố Lyman, tỉnh Donetsk. Thiết giáp Ladoga được chế tạo trên cơ sở khung thân xe tăng chủ lực T-80. Đây là mẫu thiết giáp đặc biệt được phát triển từ cuối những năm 1970, nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp năng lực bảo vệ trước nguy cơ ô nhiễm phóng xạ, sinh học và hóa học. Cabin của Ladoga có thể chứa 4 người, một nửa dành cho kíp lái và nửa còn lại dành cho quan chức cấp cao trong trường hợp nổ ra chiến tranh sinh hóa hạt nhân. Xe có lớp lót chống phóng xạ và một số sửa đổi khác để đối phó sự cố hạt nhân. Hệ thống máy lọc không khí của Ladoga cho phép ngăn ngừa ô nhiễm không khí. Bên hông cabin của Ladoga có cửa kèm cầu thang. Không rõ chính xác số lượng xe Ladoga được sản xuất, song dường như chỉ có 4 đến 5 phương tiện này xuất xưởng, khi nó trở thành mẫu thiết giáp siêu hiếm của Nga. Lần xuất hiện đáng chú ý và dường như là duy nhất của Ladoga, trước đây là trong thảm họa Chernobyl tháng 4 năm 1986. Một thiết giáp Ladoga với số thân 317 được chuyển từ Leningrad, nay là Saint Petersburg, từ Kiev vào tháng 5 năm 1985. Nhóm chuyên trách sau đó dùng Ladoga trinh sát khu vực Chernobyl tới mùa thu năm 1986. Sau đó thiết giáp được khử ô nhiễm và quay lại Leningrad. Chưa rõ tình trạng của số thiết giáp Ladoga, sau khi Liên Xô tàn rã, ít nhất một chiếc được trưng bày tại Nga. Một số người đặt câu hỏi về lý do Nga điều thiết giáp siêu hiếm Ladoga tham gia tiến công vị trí Ukraine. Parkin nhận định, Ladoga có thể đảm nhận nhiệm vụ của thiết giáp chở quân,
xe cứu thương bọc thép hoặc phương tiện chỉ huy và kiểm soát chiến trường. Các tính năng tương tự xe tăng chủ lực T-80 trên thiết giáp Ladoga khiến Nga sử dụng chúng. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 18 tên lửa phòng không Vampire RM-70 mà Ukraine phóng vào tỉnh biên giới Belgorod. Tuyên bố của bộ này nêu rõ, trong một chiến dịch qua đêm, nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng hệ thống phóng tên lửa đa nòng RM-70 Vampire đã bị ngăn chặn. Tuyên bố nhấn mạnh, hệ thống phòng không Nga đánh chặn và phá hủy 18 tên lửa trên khu vực Belgorod. Thông tin này ban đầu do thống đốc vùng Belgorod ở Nga, ông Vyacheslav Gladkov công bố. Ông Gladkov cho biết, hệ thống phòng không dường như đã tấn công Belgorod và khu vực xung quanh, bắn rơi 18 mục tiêu trên không đang tiếp cận thành phố. Ngoài ra dường như có một cá nhân bị thương do mảnh đạn ở lưng dưới. Theo thống đốc Gladkov, chính quyền địa phương đã quyết định không kích hoạt động còi báo động không kích trong đêm vì không muốn người dân rời khỏi nhà và đi ra ngoài nhằm tránh nguy cơ bị thương. Tuy nhiên, ông khuyến khích người dân cho ý kiến về việc liệu đây có phải là điều đúng đắn nên làm hay không. Vị thống đốc này nói thêm rằng, tại vùng Belgorod, lực lượng phòng không Nga dường như đẩy lùi một cuộc tấn công trên không và làng Dubovoje khiến hai căn hộ trong một tòa nhà dân cư bị hư hỏng, cửa sổ, chính ngôi nhà riêng bị hư hại khác nhau và 6 ô tô bị hư hỏng. Trước đó hôm 18 tháng 3, chính quyền Kiev cũng thực hiện cuộc tấn công khác nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire nhưng bị ngăn chặn. Hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 10 tên lửa phóng loạt trên tại vùng Belgorod. Nhà nghiên cứu tại Đại học King College London Anh, bà Marina Miron cho biết, kể từ đầu chiến sự, Ukraine đã sử dụng Vampire để đối phó Nga. Đây là hệ thống pháo tiêu chuẩn được khai hỏa thường xuyên trong các cuộc tấn công xuyên biên giới. Bà cho biết, hệ thống này được sử dụng để thực hiện các đợt khai hỏa tập trung, có khả năng phóng tới 40 rocket trong vòng chưa đầy 1 phút. Bà nói thêm, chúng thường được sử dụng để nhắm vào thiết bị quân sự hoặc nhóm quân nhân, thay vì các mục tiêu kiên cố. Hệ thống Macaron RM-70 được chế tạo trên khung gầm của một chiếc xe tải 8x8, cho phép hệ thống nhanh chóng cơ động sau khi khai hỏa trước khi đối phương có thể phản pháo. Vampire là phiên bản nâng cấp của hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của Liên Xô. Nó nặng 25,9 tấn, dài gần 10 mét, rộng 2,5 mét. Nó có thể di chuyển tối đa với tốc độ 85 km/h, tầm hoạt động 1.000 km. RM-70 Vampire có tính cơ động cao nên nó có thể leo được dốc, vượt vật cản, vượt hào, hố nước sâu. Nga cáo buộc Ukraine đã bắn pháo liên tục vào khu vực Belgorod trong suốt hơn 2 năm chiến sự bùng phát. Theo chuyên gia Miron, Ukraine gia tăng tần suất sử dụng Vampire trong những tuần qua dường như vì họ đang hết đạn pháo 155mm theo chuẩn NATO. Vampire sử dụng rocket cỡ nòng 122mm. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không khuyến khích hay hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ của nước này. Tuyên bố chính thức trên được đưa ra sau khi một bài báo của Financial Times FT đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Biden đã yêu cầu các đơn vị tình báo Ukraine dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của họ vào các nhà máy lọc dầu của Nga vì lo ngại giá dầu thô tăng và các hành động trả đũa có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Bài báo của FT trích dẫn bình luận từ các quan chức giấu tên mà Kiev Post không thể xác minh danh tính. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Matthew Miller đã nhắc lại quan điểm chính thức của Washington trong cuộc họp báo mới nhất của Bộ diễn ra hôm 26 tháng 3, đồng thời tuyên bố ông sẽ không trả lời hay bình luận các câu hỏi của phóng viên về các cuộc trò chuyện riêng tư được FT đề cập đến. Ông Miller cũng nhấn mạnh thêm rằng đó là một chính sách lâu dài của Mỹ mà Ukraine đã biết. Ông Miller nhấn mạnh, tôi sẽ không nói về các cuộc trò chuyện riêng tư, nhưng đây là chính sách lâu dài của chúng tôi mà chúng tôi đã nói rõ với chính phủ Ukraine. Mỹ từ lâu vẫn giữ quan điểm không sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga vì lo ngại leo thang căng thẳng, dù cũng cho rằng Ukraine có quyền quyết định lựa chọn cách tự vệ như thế nào. Việc ông Miller từ chối giải thích chi tiết về bài báo của FT và phủ nhận các tuyên bố riêng tư được đề cập trong bài báo cũng làm tăng thêm suy đoán rằng chính quyền Biden trên thực tế đã yêu cầu Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Trước đó, tờ Financial Times nêu rõ, Nhà Trắng ngày càng thất vọng trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa và cơ sở lưu trữ trên khắp miền Tây nước Nga, làm tổn hại đến năng lực sản xuất dầu của nước này. Điều đó có thể đẩy giá dầu toàn cầu lên cao và gây ra sự trả đũa. Yêu cầu dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Nga có thể khiến Kiev bối rối sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bật đèn xanh cho Ukraine tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga vào tháng trước. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden còn tuyên bố sẽ làm tê liệt nền kinh tế Nga, trong khi phương Tây đã sử dụng các biện pháp trừng phạt và giới hạn giá trong nỗ lực hạn chế xuất khẩu năng lượng của Moscow. Tuy nhiên, Nhà Trắng có thể coi giá xăng ngày càng tăng trong nước là mối lo ngại hàng đầu trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sắp diễn ra.
cựu cố vấn năng lượng của Nhà Trắng là Bob McNally cho biết, không có gì khiến một tổng thống Mỹ đương nhiệm lo ngại hơn việc giá xăng dầu tăng vọt trong một năm bầu cử. Khi Ukraine tiếp tục bị thất thế trên chiến trường trong những tuần gần đây, Kiev đã tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga ở khu vực gần biên giới với Ukraine. Điều này đã khiến Nga phải sơ tán hàng nghìn người khỏi khu vực biên giới. Lực lượng Ukraine cũng đã tấn công thành công gần chục mục tiêu cơ sở năng lượng ở Nga vào tuần trước. Mối lo ngại của Washington rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa vào ngành năng lượng Ukraine đã thành hiện thực. Cuối tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko thông báo 1 triệu người bị mất điện trên khắp Ukraine sau khi tên lửa của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Ngày 27 tháng 3, Phó lãnh đạo cảnh sát Ukraine tại tỉnh Kharkov, Serhii Bonvinov cho biết Nga lần đầu ném bom UMPD-D30SN gắn một điều chỉnh đường bay vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai nước này. Kharkov lần đầu tiên bị oanh tạc bằng bom kể từ năm 2022. Quận Shevchenkivsky bị tập kích. Theo thông tin sơ bộ, đối phương sử dụng bom UMPD-30SN, mẫu vũ khí được coi là tên lửa hành trình giá rẻ. Lãnh đạo Sở An ninh Kharkov Volodymyr Timoska cũng cho biết đây là lần đầu tiên Nga sử dụng loại bom này để tập kích thành phố kể từ khi chiến sự nổ ra. Ông Timoska nói, UMPPD-30SN được gọi là bom bay vì nó là loại vũ khí nằm giữa bom dẫn đường trên không và tên lửa hành trình. Ngoài bom bay UMPPD-30, Nga còn sử dụng tên lửa hành trình KH-35 trong vụ tập kích Kharkov ngày 27 tháng 3. Giới chức Ukraine cho biết một người thiệt mạng và ít nhất 16 người bị thương trong trận tập kích này. Hiện Nga chưa bình luận về thông tin của giới chức Ukraine đưa ra. Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine, nhiều lần bị Nga tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV. Tuy nhiên, việc Nga sử dụng bom dẫn đường cỡ lớn tấn công Kharkov được nhận định là điều bất thường đối với thành phố. UMPPD-30 được chế tạo trên cơ sở bom thông thường FAB-250 có trọng lượng 250 kg, gắn thêm mô đun điều chỉnh đường bay, sử dụng cánh lái để đổi hướng di chuyển. UMPPD-30 còn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và định vị vệ tinh cùng động cơ phản lực ở đuôi để lao tới mục tiêu đã định. Hệ thống trên UMPPD-30 cho phép người điều khiển chuyển hướng quả bom trên không. Thiết kế của UMPPD-30 khiến mẫu bom này có tính năng tương tự tên lửa hành trình, song có giá rẻ hơn rất nhiều. Một số blogger quân sự Nga cho biết, ngoài thả từ oanh tạc cơ hoặc tiêm kích bom, UMPPD-30 có thể phóng bằng pháo phản lực. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, mẫu bom mới có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn khi Nga đưa loại vũ khí này vào sản xuất hàng loạt. ISVK cho biết, trước đó ngày 10 tháng 3, Nga từng dùng bom bay oanh tạc thành phố Minograd ở tỉnh Donetsk, song binh sĩ Ukraine ban đầu nhầm đây là tên lửa. Trong diễn biến khác cùng ngày, lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết quân Nga đã mở 3 cuộc tấn công vào tảng ngạn sông Dnipro, tỉnh Kherson, nhưng đều bị Ukraine ngăn chặn. Thông báo của lực lượng phòng vệ miền Nam viết, các trận phản pháo hàng ngày vẫn tiếp tục trong khu vực tác chiến của lực lượng phòng vệ miền Nam. Đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị của chúng tôi. Lực lượng này cho biết quân Ukraine đã giữ vững chỗ đứng và khiến quân Nga rút lui, chịu thiệt hại gần 30 binh sĩ. Giữa lúc Nga được cho là đang đạt nhiều bước tiến quan trọng trên chiến trường, ngày 27 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm tỉnh Sumy nhằm thị sát các tuyến phòng thủ công sự mới được xây dựng ở phía đông bắc đất nước. Tổng thống Zelensky nói, tôi đã kiểm tra các chiến hào, hầm đào, các trạm bắn, chỉ huy và quan sát. Chúng tôi đang tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Chuyến đi cũng diễn ra sau khi trang tin Business Insider dẫn lời các chuyên gia cảnh báo Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ và binh sĩ giàu kinh nghiệm nếu Mỹ không thể phê duyệt gói viện trợ quân sự mới. Business Insider cũng chỉ ra sức mạnh pháo binh của Nga. Trong khi các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tiêu tốn các nguồn lực phòng không quý giá, vì Mỹ chưa phê duyệt gói mới, Kiev có thể sẽ mất thêm nhiều quân nhân có kinh nghiệm và lãnh thổ. Giữa năm 2023, chính quyền Ukraine vấp phải nhiều chỉ trích vì tiến độ chậm chạp trong việc củng cố các tuyến phòng thủ. Một nhóm công tác đã được thành lập vào tháng 11 năm 2023 để phối hợp các nỗ lực củng cố này. Đầu tháng 3 vừa qua, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang xây dựng 2.000 km công sự. Theo đó, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đang trông cậy vào việc hoàn thành kịp thời hệ thống phòng thủ 3 lớp. Tổng thống Zelensky nói, nhiệm vụ rất lớn, nhưng tiến độ cho đến nay vẫn tốt. Trong khi đó, nỗ lực xây dựng phản ánh sự thay đổi động lực trong cuộc chiến kéo dài 2 năm, với việc lực lượng Nga giành thêm quyền kiểm soát, trong khi quân đội Ukraine phải đối phó vấn đề kho đạn dược ngày càng cạn kiệt. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Ukraine gần như chắc chắn đang tăng cường khả năng phòng thủ của mình bằng các hàng rào chống tăng được gọi là răng rồng, mường, hào và bãi mìn. Theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh nói rằng,
rất có khả năng việc mở rộng các tuyến phòng thủ sẽ làm giảm khả năng tiến lên hoặc khai thác lợi ích chiến thuật của Nga trong các hoạt động tấn công đang diễn ra. Ngày 28 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga bình luận rằng các hoạt động của NATO ở vùng Đông Âu và khu vực Biển Đen cho thấy liên minh này có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, bản chất các hoạt động như vậy của các thành viên NATO là khiêu khích, làm trầm trọng thêm căng thẳng quân sự dọc theo biên giới của chúng tôi và tạo thêm mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Tất cả điều này nhằm mục đích chuẩn bị cho các đồng minh của khối cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga. Bình luận trên được đưa ra giữa lúc có thông tin Romania, một thành viên của NATO, thông báo kế hoạch đầu tư 2,7 tỷ đô la Mỹ mở rộng một căn cứ không quân ở Constanța. Căn cứ này nằm bên bờ biển phía tây Biển Đen. Căn cứ này được NATO gọi là căn cứ 57, nơi này sẽ có đường băng, nhà chứa máy bay quân sự, kho vũ khí. Sau khi mở rộng, nó sẽ có chu vi hơn 32 km, diện tích hơn 28 km2 và cung cấp nơi đồn trú của khoảng 10.000 binh sĩ NATO cùng thành viên gia đình. Chỉ huy căn cứ 57, ông Nicolae Cretu nói với Euronews rằng dự án mở rộng sẽ bao gồm nhà chứa máy bay, kho nhiên liệu, kho đạn dược và thiết bị, khu vực lắp đặt thiết bị mô phỏng hành lang không hiện đại, cũng như bất cứ thứ gì khác cần thiết. Theo một số hãng tin, với quy mô như vậy, sau khi hoàn tất mở rộng vào năm 2040, căn cứ 57 sẽ vượt qua căn cứ không quân Ramstein trên lãnh thổ Đức cả về quy mô và năng lực hoạt động. Căn cứ Ramstein hiện là nơi đặt trụ sở của không quân Mỹ tại châu Âu. Mỹ đã sử dụng căn cứ này kể từ năm 1999. Romania từ lâu được coi là trung tâm quan trọng hỗ trợ các hoạt động của Liên minh quân sự NATO ở Biển Đen. Hàng nghìn binh sĩ Mỹ đã di chuyển qua Romania để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và an ninh kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm. Nga coi việc NATO tăng cường hiện diện gần biên giới là mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh quốc gia, cảnh báo các động thái như vậy sẽ chỉ khiến căng thẳng leo thang hơn nữa giữa hai bên. Nga đã bỏ án tử hình từ hơn 20 năm trước, nhưng sau vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow hôm 23 tháng 3, việc khôi phục án tử hình đã trở thành tâm điểm của dư luận. Theo tờ New York Times, một số người Nga nổi tiếng đang kêu gọi xử tử những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công nhà hát Krokus và chấm dứt lệnh cấm thi hành án tử hình kéo dài 28 năm của Nga. Ngày 27 tháng 3, Tòa án Hiến pháp Nga cũng cho biết họ sẽ xem xét vấn đề này. Hãng tin Sputnik đã tổng hợp về vấn đề án tử hình ở Nga như sau. Thứ nhất, ai ủng hộ hay phản đối án tử hình? Theo đó, một số người nổi tiếng ở Nga đã yêu cầu xử tử những kẻ tấn công trung tâm biểu diễn nghệ thuật Krokus City Hall, được giới chức mô tả là phiến quân Hồi giáo từ Tajikistan, vùng Trung Á. Vụ tấn công vào tối ngày 22 tháng 3 là hành động nguy hiểm nhất ở thủ đô Nga trong hơn một thập kỷ qua. Ngày 25 tháng 3, cựu Tổng thống kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã viết trên Telegram rằng có cần thiết phải xử tử họ không? Cần thiết, và nó sẽ được thực hiện. Ông nói thêm rằng tất cả những kẻ liên quan đến các cuộc tấn công, bao gồm cả những người tài trợ và hỗ trợ nhóm khủng bố, đều nên bị xử tử. Những lời kêu gọi như vậy đã xuất hiện nhiều lần, đặc biệt là sau các cuộc tấn công, nhưng không rõ mức độ ủng hộ rộng rãi dành cho chúng. Và cũng có những nhân vật nổi tiếng phản đối ý tưởng khôi phục án tử hình. Tuy nhiên, hãng thông tấn TASS cũng dẫn lời thư ký phòng dân sự, một nhóm cố vấn của chính phủ, bà Lydia Mikheyeva nói rằng việc chấm dứt án tử hình là một trong những thành tựu quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại. Bà Mikheyeva nói, nếu chúng ta không muốn quay trở lại thời kỳ man rợ và tàn bạo, thì tất cả chúng ta nên dừng lại và suy nghĩ. Thứ hai, quan điểm của Tổng thống Putin về vấn đề này như thế nào? Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần công khai phản đối án tử hình trong nhiều năm qua. Vào năm 2002, ông Putin nói, chừng nào tôi còn quyết định, sẽ không có án tử hình ở Nga. Mặc dù nhà lãnh đạo cho rằng việc khôi phục án tử hình sẽ được nhiều người đồng ý. Theo truyền thông Nga, vào năm 2007, ông Putin nói tại một hội nghị rằng hình phạt tử hình một cách chính thức là vô nghĩa và phản tác dụng. Vào năm 2022, ông cho biết quan điểm của mình không thay đổi. Về cuộc tranh luận sau vụ Krokus City Hall, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, chúng tôi hiện không tham gia vào cuộc thảo luận này. Thứ ba, lệnh cấm án tử hình đã được đưa ra và thực hiện như thế nào? Vào năm 1996, để giành được sự sát nhập vào Hội đồng châu Âu, người tiền nhiệm của ông Putin, Tổng thống Boris Yeltsin đã đồng ý tạm hoãn án tử hình và bãi bỏ hoàn toàn nó trong vòng 3 năm. Quốc hội Nga đã không đồng tình với kế hoạch này. Họ không phê chuẩn Công ước châu Âu về nhân quyền mà chính phủ của ông Yeltsin đã ký. Quốc hội cũng đã thông qua một bộ luật hình sự mới, trong đó giữ nguyên hình phạt tử hình. Năm 1999, Tòa án Hiến pháp Nga vào cuộc và ra phán quyết rằng nếu không có các phiên xét xử của bồi thẩm đoàn được tiến hành trên khắp nước Nga, hình phạt tử hình không thể được sử dụng. Vào năm 2009, sau khi các phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn được tiến hành,
tòa án đã ra phán quyết rằng lệnh tạm hoãn án tử hình sẽ vẫn có hiệu lực, tuân thủ các quy định của Hội đồng châu Âu. Quyết định này được đưa ra cũng một phần vì suốt hơn một thập kỷ không có hình phạt tử hình đã khiến nhiều người kỳ vọng rằng nó sẽ không được áp dụng nữa. Phán quyết của tòa án nêu, những đảm bảo ổn định về quyền con người không phải chịu án tử hình đã được hình thành vào một chế độ hiến pháp và pháp lý đã xuất hiện. Thứ tư, điều kiện để khôi phục lại án tử hình là gì? Điều này không rõ ràng. Sau khi Nga mở chiến dịch tấn công Ukraine vào năm 2022, Hội đồng châu Âu đã trục xuất Nga, có nghĩa là Moscow không còn được coi là một bên tham gia công ước nhân quyền, cơ sở ban đầu cho lệnh đình chỉ án tử hình ở Nga. Vào thời điểm đó, người đứng đầu tòa án hiến pháp, ông Valery Zorkin nói rằng, việc áp dụng trở lại hình phạt tử hình sẽ không thể thực hiện được nếu không thông qua hiến pháp mới. Trong một bài giảng tại Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg, ông Zorkin nói, bất chấp tình hình bất thường hiện nay, tôi nghĩ sẽ là một sai lầm lớn nếu từ bỏ con đường nhân đạo hóa chính sách lập pháp mà chúng ta đã đi theo trong những thập kỷ gần đây. Và đặc biệt, việc bác bỏ lệnh tạm hoãn án tử hình ở Nga, điều mà một số chính trị gia đã kêu gọi giờ đây sẽ là một tín hiệu rất xấu đối với xã hội. Nhưng một số chính trị gia nhấn mạnh rằng nếu không có công ước nhân quyền làm rào cản, hình phạt tử hình có thể được khôi phục mà không cần thay đổi hiến pháp. Quan điểm đó được đưa ra cách đây vài ngày bởi Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện, ông Vyacheslav Volodin. Ông nói, tòa án hiến pháp có thể dỡ bỏ lệnh cấm. Mới đây, một nguồn tin của Bộ Dầu khí Iran nói với Oilbright.com rằng Nga và Iran đã ký 19 thỏa thuận hợp tác mới trong lĩnh vực khí đốt, cơ sở hạ tầng và tài chính trong những ngày gần đây, trong đó khí đốt được coi là mũi nhọn. Các thỏa thuận mới được xây dựng dựa trên các chủ đề hợp tác nâng cao quan trọng được nêu trong thỏa thuận hợp tác toàn diện mới có thời hạn 20 năm giữa hai nước mà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã chính thức phê duyệt ngày 18 tháng 1 năm 2024. Một lĩnh vực đặc biệt được chú trọng là tăng cường hợp tác và kiểm soát trong lĩnh vực khí đốt toàn cầu. Hai nước lần lượt chiếm vị trí số 1 và số 2 trong các nước có trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới. Nga có khoảng 37.000 tỷ mét khối và Iran với khoảng 32.000 tỷ mét khối. Tháng 7 năm 2022, Nga đã đặt nền móng để tăng cường hợp tác khí đốt với Iran bằng một biên bản ghi nhớ MOU trị giá 40 tỷ đô la Mỹ giữa gã khổng lồ khí đốt hàng đầu của nước này là Gazprom và công ty dầu khí quốc gia Iran NIOC. Điện Kremlin coi đây là một bước quan trọng nhằm tạo điều kiện cho Nga và Iran thực hiện kế hoạch lâu dài trở thành những thành viên cốt lõi trong liên minh toàn cầu dành cho các nhà cung cấp khí đốt theo phong cách tương tự như tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Với nền tảng là diễn đàn các nước xuất khẩu vùng vịnh GECF hiện nay, liên minh khí đốt OPEC này sẽ kiểm soát giá khí đốt trong những năm tới như tỷ lệ đặc biệt trong trữ lượng khí đốt của thế giới. Nga, Iran và Qatar chiếm tổng cộng khoảng 60% trữ lượng khí đốt của thế giới và là ba quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập GECF với 11 thành viên kiểm soát hơn 71% trữ lượng khí đốt toàn cầu, 44% sản lượng của thế giới, 53% đường ống dẫn khí và 57% xuất khẩu LNG. Trong biên bản ghi nhớ của Gazprom năm 2022 nhấn mạnh rằng, liên minh khí đốt mới giữa Nga và Iran nhằm mục đích kiểm soát càng nhiều càng tốt hai yếu tố chính trong ma trận cung ứng toàn cầu. Khí đốt được cung cấp trên đất liền không qua đường ống dẫn khí và khí tự nhiên hóa lỏng LNG được cung cấp bằng tàu biển. Vào thời điểm đó, Chủ tịch Liên minh các nhà xuất khẩu dầu, khí đốt và hóa dầu của Iran, ông Hamid Hosseini tuyên bố người chiến thắng trong cuộc chiến Nga-Ukraine là Mỹ và nước này sẽ chiếm được thị trường châu Âu. Vì vậy, nếu Iran và Nga có thể giảm ảnh hưởng của Mỹ trên thị trường dầu khí bằng cách hợp tác cùng nhau sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước. Kế hoạch của Gazprom đang tiến triển thuận lợi, bao gồm việc hỗ trợ đầy đủ cho NIOC để phát triển các mỏ khí đốt KIS và NordPass trị giá 10 tỷ đô la Mỹ với mục tiêu hai mỏ này sản xuất hơn 10 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Thứ hai, Gazprom cũng sẽ hỗ trợ toàn diện cho dự án trị giá 15 tỷ đô la Mỹ nhằm khai thác mỏ khí đốt siêu khổng lồ South Pass ở biên giới trên biển giữa Iran và Qatar. Thứ ba, Gazprom sẽ hỗ trợ đầy đủ trong việc hoàn thành các dự án LNG khác nhau và xây dựng đường ống xuất khẩu khí đốt. Cuối cùng, Nga sẽ xem xét mọi cơ hội để khuyến khích các cường quốc khí đốt lớn khác ở Trung Đông tham gia triển khai dần dần liên minh khí đốt OPEC. Nguồn tin Iran nói riêng với Oilbright.com rằng Nga muốn tăng cường sự phụ thuộc của các quốc gia khác vào nguồn cung khí đốt của nước này một lần nữa và Moscow cũng đang tìm cách giúp Tehran xây dựng khả năng LNG của mình để bổ sung vào nguồn cung cấp LNG của Nga từ Bắc Cực. Nguồn tin lưu ý, Nga coi khí đốt là sản phẩm tối ưu trong quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Do đó, việc kiểm soát phần lớn khí đốt toàn cầu sẽ là chìa khóa trong nguồn cung năng lượng trong vòng 10 đến 20 năm tới và LNG đã trở thành nguồn khí đốt khẩn cấp của thế giới sau cuộc chiến Ukraine. Thời gian gần đây, Ukraine đã tận dụng máy bay không người lái UAV để bù đắp cho tình trạng thiếu đạn pháo và làm suy yếu khả năng quân sự của Nga.
nhưng giới chuyên gia cảnh báo UAV không thể làm thay đổi cán cân sức mạnh. Theo đó, hồi đầu tuần trước, AFP đưa tin, chuyên gia Ulrike Franke tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu ECFR đánh giá Ukraine đang sử dụng UAV ở quy mô không thể tưởng tượng được, với con số có thể lên tới hàng chục, hàng trăm nghìn chiếc trên chiến trường. Các quan chức Ukraine ước tính cần khoảng 100.000 đến 120.000 chiếc UAV mỗi tháng. Nhiều bên ủng hộ Ukraine đang cố gắng củng cố nguồn dự trữ UAV của Ukraine. Chẳng hạn, Anh chuẩn bị cung cấp hơn 10.000 chiếc UAV, trong đó có 1.000 chiếc được gọi là máy bay không người lái FPV. Máy bay không người lái FPV cho phép người điều khiển nhìn thấy hình ảnh trực tiếp trên mặt đất như thể họ đang ở trên máy bay và có thể xác định vị trí các đơn vị của đối thủ. Và nếu được trang bị chất nổ, nó có thể tấn công trong phạm vi vài km. AFP dẫn một nguồn tin quân sự Pháp cho hay, máy bay không người lái FPV của Ukraine hiện chịu trách nhiệm từ 65 đến 85% việc phá hủy các vị trí của lực lượng Nga. Trong khi đó, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến lược IISS Anh, Ukraine cần 200.000 đến 250.000 quả đạn pháo mỗi tháng cho một cuộc tấn công lớn, hoặc 75.000 đến 90.000 quả đạn để duy trì cuộc chiến phòng thủ. IISS cho rằng Ukraine không có đủ đạn dược để tiến hành một cuộc tấn công lớn vào năm tới, nên Ukraine có thể giảm nhu cầu về đạn pháo bằng cách tăng đáng kể việc sản xuất máy bay không người lái tấn công. Chuyên gia Mykola Pieliskov của Hội đồng Đại Tây Dương Mỹ cũng nhất trí rằng UAV có khả năng tái tạo nhiều chức năng của pháo và tên lửa với chi phí thấp. Theo AFP, một chiếc UAV thương mại nhỏ có giá chỉ vài trăm euro, trong khi một tên lửa chống tăng đơn giản, đạn pháo hoặc đạn được điều khiển từ xa có giá vài ngàn euro. Nhưng chuyên gia Franke cảnh báo, họ sử dụng máy bay không người lái vì họ có thể sản xuất hoặc mua chúng, nhưng điều đó không lý tưởng. Ngay cả số lượng lớn máy bay không người lái cũng không thể sánh được với hỏa lực của pháo binh. Trước đó vào tháng 9 năm 2013, tờ The New York Times đưa tin, chưa đến 1/3 số cuộc tấn công bằng UAV đánh trúng mục tiêu vì UAV có thể dễ dàng bị gây nhiễu hoặc gián đoạn bởi các biện pháp đối phó điện tử. Theo AFP, Nga cũng phụ thuộc rất nhiều vào UAV cầm từ FPV để ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm ngoái. Theo chuyên gia Petizon, dù UAV mang lại những khả năng mới, nhưng cuối cùng lại gây khó khăn hơn cho việc tập trung lực lượng, đạt được sự bất ngờ và tiến hành các hoạt động tấn công, nên chúng sẽ không tạo ra sự thay đổi thực sự mang tính đột phá. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với những nhận định như trên. Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 27 tháng 3, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleschuk cho biết Nga đã phóng 13 UAV Shahed đến trong đêm, tấn công nhiều vùng tại Ukraine. Các đơn vị phòng không của Ukraine bắn hạ 10 chiếc tại các tỉnh Kharkov, Sumy và Kiev. Tại tỉnh Kherson, một người đã thiệt mạng, trong khi 8 người khác bị thương tại tỉnh Mykolaiv kế bên. Hãng TASS của Nga dẫn lời một số cư dân Kiev cho hay, Ukraine đang tăng cường phòng thủ vùng thủ đô bằng cách thiết lập các vị trí quân sự mới, đào thêm chiến hào. Khi chiến sự bước sang năm thứ ba, cả Nga và Ukraine dường như đều đang tập trung tấn công các mục tiêu chiến lược, giá trị cao của nhau. Ngày 27 tháng 3, chuyên gia phân tích cấp cao Kankasa Pogulu, Thượng viện Houston, Mỹ cho hay, Ukraine đang tiếp tục theo đuổi chiến thuật giao tranh bất đối xứng, trong đó có việc sử dụng máy bay không người lái UAV tấn công các cơ sở dầu và khí đốt của Nga. Tình báo quốc phòng Anh cho biết, trong tuần qua, UAV của Ukraine đã tấn công hơn 12 nhà máy lọc dầu ở Nga. Một số nằm sâu bên trong lãnh thổ nước này, cách Ukraine khoảng 900 km. Vài ngày trước, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR cũng đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một căn cứ quân sự sâu bên trong nước Nga, nơi chứa các máy bay ném bom chiến lược có giá trị cao. Về phần mình, Nga đã tăng cường nhịp độ tấn công vào trung tâm tình báo, cơ sở công nghiệp điện và khai thác khí đốt cũng như xưởng lắp ráp UAV của Hải quân Ukraine. Ở mặt trận trên không, Nga đã tăng cường cả quy mô và cường độ của các cuộc không kích, hoạt động một trong những đợt tấn công trên không lớn nhất kể từ đầu năm 2024. Chẳng hạn, như đêm 21 rạng sáng ngày 22 tháng 3, Nga đã tấn công Ukraine bằng một loạt tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa siêu vật âm Kinzhan, cũng như nhiều tên lửa hành trình KH-101 và KH-555 phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95. Loạt tên lửa uy lực này kết hợp với máy bay không người lái tấn công đặt ra thách thức lớn với các đơn vị phòng không của Ukraine. Lực lượng không quân Nga cũng tấn công thủ đô Kiev lần đầu tiên sau 44 ngày. Những cuộc không kích này là phản ứng của Moscow trước chiến dịch tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở sản xuất dầu và khí đốt của Nga, lĩnh vực kinh tế quan trọng nhất của Điện Kremlin. Về mặt trận trên bộ, cả Nga và Ukraine đều không tạo được bước đột phá nào làm thay đổi cục diện chiến trường và cuộc chiến tiêu hao vẫn là mục tiêu chính của cả hai bên. Nga vẫn tiếp tục tấn công vào các tỉnh Donetsk và Lugansk, cũng như nỗ lực phá hủy cứ điểm, công sự quan trọng của Ukraine ở đầu cầu dọc theo sông Dnipro tại Kharkiv. Tuy nhiên, việc Nga giảm nhịp độ, thiếu triển khai quân dự bị và giảm số lượng các cuộc tấn công dẫn đến kết quả thu được hạn chế.
Trong khi đó, việc Ukraine thiếu các vị trí phòng thủ kiên cố và nhiều lớp đã giúp Nga đạt được những bước tiến chiến thuật xung quanh Avdiivka và Bakhmut ở phía đông và khu vực Robotyne ở phía nam. Với đợt huy động mới dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm nay, Nga có thể sẽ chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào mùa hè này. Cho đến lúc đó, quân đội Nga sẽ đặt mục tiêu tiêu hao sinh lực của đối phương trên các khu vực của mặt trận rộng lớn, kết hợp với chiến tranh chính trị, ngoại giao để hạn chế phương Tây hỗ trợ cho Kiev. Trước những cuộc tấn công từ trên không của Nga, tỷ lệ đánh chặn của lực lượng phòng không Ukraine vẫn ở mức thấp, đáng lo ngại so với những lần giao chiến trước đây. Thông tin hiện có cho thấy Ukraine chỉ đánh chặn được 37 tên lửa Nga, với tỷ lệ đánh chặn thành công khoảng 40%. Theo báo cáo chính thức, lực lượng phòng không Ukraine không thể bắn hạ bất kỳ tên lửa nào trong số 12 tên lửa Iskander-M, 7 tên lửa Kinzhal, 22 tên lửa phòng không S-300 và S-400 được sửa đổi cho vai trò tấn công hoặc tên lửa chống hạm KH-22. Hệ thống phòng thủ Ukraine luôn gặp khó khăn trước tên lửa chống hạm KH-22. Cho đến nay, Kiev chưa ghi nhận vụ đánh chặn thành công loại tên lửa này lần nào. Điều này cho thấy các hệ thống phòng không hiện tại của Ukraine chưa đủ để bảo vệ các thành phố của họ. Quan trọng hơn, kho vũ khí đánh chặn của Kiev đang giảm mạnh. Hiện tại, hầu hết các hệ thống phòng không và tên lửa của Ukraine đều được triển khai ở khu vực Kiev, khiến các khu vực khác của nước này dễ bị tấn công từ trên không. Trong khi đó, ở trên biển, Ukraine đã phát động một loạt cuộc tấn công nhằm vào Crimea ngày 23 và ngày 24 tháng 3, với nhiều mục tiêu quan trọng bao gồm kho nhiên liệu, tuyến đường sắt và trung tâm liên lạc của hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol. Trong các cuộc tấn công này, quân đội Ukraine đã sử dụng hình thức tấn công hỗn hợp với máy bay không người lái và tên lửa, trong đó có cả tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp. Ngày 27 tháng 3, trong chuyến công tác tới vùng Tver, ông Putin khẳng định sẽ không bao giờ hủy bỏ nền văn hóa nước ngoài nào và cũng không có kế hoạch đáp trả. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra giữa lúc phương Tây nỗ lực hủy bỏ văn hóa Nga. Ông Putin nói thêm rằng Moscow hiểu sự khác biệt giữa người thường dân và giới thượng lưu và tôn trọng văn hóa của mỗi quốc gia, đồng thời coi văn hóa của mình là một phần di sản của thế giới. Khi Tổng thống Nga đang nói chuyện với các nghị sĩ trong khu vực, thì vấn đề về nỗ lực hủy bỏ văn hóa Nga của một số quốc gia phương Tây được nêu ra. Theo ông Putin, Moscow không có kế hoạch đáp trả tương tự. Tổng thống Putin nói, chúng ta không có bất kỳ quốc gia nào không thân thiện, mà chỉ có giới tinh hoa không thân thiện ở những quốc gia đó. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời cho biết thêm rằng, chính phủ Nga chưa bao giờ cố gắng từ chối bất kỳ nghệ sĩ nào hay hủy bỏ buổi biểu diễn văn hóa nước ngoài nào. Ông Putin nhấn mạnh, ngược lại, chúng tôi tin rằng văn hóa Nga là một phần của nền văn hóa toàn cầu và chúng tôi tự hào về thực tế này. Các nhà chức trách Nga đang tìm cách tính đến bối cảnh văn hóa toàn cầu và không loại trừ bất cứ điều gì. Đề cập đến các hành động của phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine, ông Putin tiếp tục nói, những người tìm cách xóa bỏ văn hóa của một quốc gia có khoảng 190 triệu dân là không khôn ngoan. Các quốc gia phương Tây đã nhiều lần tìm cách cấm các nghệ sĩ và nhạc sĩ Nga biểu diễn, cũng như những người được cho là ủng hộ Moscow kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Gần đây, ca sĩ nổi tiếng người Ý Enzo Ghinazzi, hay được biết đến với cái tên Pupo, đã bị hủy buổi biểu diễn sắp tới của mình ở Litva sau buổi hòa nhạc mà anh tổ chức tại Điện Kremlin trong tháng này. Vào thời điểm đó, anh nói với hãng tin TASS rằng Pupo đến Nga để truyền tải thông điệp rằng hòa bình sẽ trở lại với thế giới. Anh cũng lập luận chống lại lệnh cấm vận đối với văn hóa của bất kỳ dân tộc nào, gọi quan điểm như vậy là sai lầm. Địa điểm tổ chức buổi biểu diễn của anh ở Litva sau đó đã thông báo rằng buổi biểu diễn sẽ bị hủy bỏ, gọi đây là tin tốt cho những người phản đối chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đầu tháng này, Hàn Quốc đã hủy một loạt buổi biểu diễn của Svetlana Zakharova, một nữ diễn viên ballet nổi tiếng từ nhà hát Bolshoi của Nga, sau khi Ukraine bày tỏ sự tức giận về các sự kiện đã được lên kế hoạch. Nhiều tổ chức văn hóa phương Tây đã tìm cách loại bỏ hoàn toàn các tác phẩm liên quan đến Nga khỏi các phòng trưng bày và nhà hát của họ. Dàn nhạc giao hưởng Kadib ở xứ Quê đã loại bỏ âm nhạc của nhà soạn nhạc Piotr Tchaikovsky khỏi buổi hòa nhạc. Nhà hát Opera Hoàng gia Anh đã hủy chuyến lưu diễn của Bolshoi Ballet và Carnegie Hall và Metropolitan Opera ở New York đã ngừng cho phép hầu hết các nhạc sĩ và tổ chức Nga biểu diễn. Chiến dịch này đã đạt đến đỉnh điểm đến mức thu hút sự chỉ trích từ một số nhà lãnh đạo phương Tây. Hồi tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Ý Sergio Mattarella gọi đó là một cử chỉ sai lầm. Tháng 8 cùng năm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phản đối những động thái như vậy bằng cách gọi văn hóa Nga là một phần của lịch sử chung châu Âu của chúng ta. Tờ báo Đức The West mới đây đã chỉ ra một nguy cơ lớn đối với chính quyền Kiev là lực lượng vũ trang Nga sẽ phá vỡ phòng tuyến, đột phá sâu vào Ukraine. Theo ấn phẩm Đức Die West, chính quyền Kiev phải đối mặt với một giai đoạn quan trọng nếu phương Tây không nhanh chóng chuyển thêm nhiều vũ khí cho nước này, trong bối cảnh Nga mới đây đã lần đầu tiên đề cập đến tình trạng chiến tranh ở Ukraine. Tờ báo này cho rằng,
Moscow có đủ nguồn lực để tiếp tục duy trì khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine thêm vài năm nữa, còn chính quyền Kiev và phương Tây thì ngược lại. Tuy nhiên, tờ báo Đức cũng không tin cuộc xung đột sẽ kéo dài lâu đến như vậy. Đài Quét cho biết, khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba, lực lượng vũ trang Ukraine đã buộc phải chuyển sang thế phòng thủ ở các vùng lãnh thổ còn kiểm soát được. Kiev không có cơ hội lấy lại những vùng lãnh thổ đã mất. Ngược lại, chắc chắn là lực lượng vũ trang Nga sẽ tích cực mở các cuộc tấn công. Hiện nay, lực lượng vũ trang Nga đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine ở 18 địa điểm còn lại và họ đã làm được điều này gần Avdiivka, Bakhmut và Rabotino. Trong tương lai gần, có nguy cơ cao quân đội Nga sẽ xé toang tuyến phòng thủ thứ cấp của lực lượng vũ trang Ukraine, thọc sâu vào nội địa, vì tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba của lực lượng vũ trang Ukraine yếu hơn nhiều so với tuyến đầu tiên. Đài Quét tin rằng, phương Tây đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá quá thấp khả năng quân sự của một cường quốc rộng lớn như Nga, quốc gia có đủ nguồn lực để tiếp tục chiến sự trong thời gian dài. Trước đó, tạp chí Economist của Anh cũng nhận định rằng hệ thống phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine có thể bị chọc thủng trong những tháng tới. Theo The Economist, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này với tư cách là người lãnh đạo đất nước, người đã trực tiếp bổ nhiệm những lãnh đạo cấp cao của quân đội phù hợp với ekip của ông. Nhà lãnh đạo Ukraine phải chịu trách nhiệm chính về việc lực lượng vũ trang Ukraine không thể xây dựng và giữ vững thế trận phòng thủ ở các khu vực quan trọng nhất của mặt trận. Ông cũng không có lý do cụ thể nào cho sự chậm trễ trong việc xây dựng các công sự phòng thủ. Trong khi đó, Điện Kremlin mới đây đã lần đầu tiên đề cập đến tình trạng chiến tranh ở Ukraine nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân Nga và có lý do để huy động tổng lực các nguồn dự trữ của đất nước, cùng với đó là mở rộng cấp độ sử dụng các loại vũ khí nguy hiểm hơn ở Ukraine. Ngày 28 tháng 3, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 26 máy bay không người lái UAV trong tổng số 28 chiếc do Nga phóng tấn công nước này trong đêm ngày 27 tháng 2. Cụ thể, không quân Ukraine cho biết các UAV của Nga bị bắn hạ ở nhiều khu vực thuộc miền Đông, miền Nam và Đông Nam nước này. Không quân Ukraine lưu ý thêm, các lực lượng của Moscow cũng sử dụng một số loại tên lửa trong đợt tấn công này, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Thống đốc vùng Zaporizhia viết trên kênh Telegram rằng, hai phụ nữ đã bị thương khi các mảnh vỡ của UAV rơi xuống một khu vực dân cư ở thành phố thủ phủ của vùng. Theo các công tố viên ở vùng miền Đông Kharkov, một nhà hàng, một cửa hàng và các văn phòng đã bị hư hại do mảnh vỡ từ 3 chiếc UAV bị phá hủy. Cùng ngày, trong một báo cáo cập nhật tình hình xung đột đăng tải trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay, quân Nga đang tập kích ở 6 khu vực tiền tuyến khác nhau, trong đó dữ dội nhất ở mặt trận Novopavlivka thuộc vùng Donetsk, miền đông đất nước. Cụ thể, ở các khu vực tiền tuyến Siverchina và Slobohanchina, đông bắc Ukraine, các lực lượng Moscow duy trì sự hiện diện ở khu vực biên giới, tích cực oanh tạc nhằm ngăn chặn quân Kiev đột kích vào các khu vực dễ bị tổn thương và tăng mật độ bãi mìn dọc theo biên giới giữa Ukraine với tỉnh Belgorod của Nga. Ở tiền tuyến Kupiansk, phía Nga không thực hiện cuộc tấn công nào. Tuy nhiên, ở mặt trận Lyman, binh lính Nga đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự của Kiev gần các khu định cư Pilohorivka thuộc vùng Luhansk và Terni thuộc vùng Donetsk. Quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi vụ tập kích đó của đối phương. Ở trào lửa Bakhmut thuộc vùng Donetsk, quân Kiev nói đã ngăn chặn thành công 4 vụ tấn công của Nga gần các khu định cư Ivanivske và Andriivka. Quân đội Ukraine còn khiến 14 vụ tập kích của các lực lượng Moscow tại mặt trận Avdiivka thất bại. Giao tranh giữa hai bên diễn ra ác liệt nhất ở làng Novopavlivka thuộc Donetsk khi 67 vụ đụng độ được ghi nhận trong 24 giờ qua. Nhà chức trách Ukraine khẳng định vẫn đang cầm chân đối phương gần các khu dân cư Novomikhailivka và Heohiivka. Ở mặt trận Orikhov, binh lính Nga với sự hỗ trợ của máy bay đã 4 lần tấn công hàng loạt vị trí của Ukraine gần các khu định cư Staromayoske thuộc Donetsk và Rubotine thuộc Zaporizhia. Quân Nga cũng được nói liên tục tìm cách đẩy lùi binh sĩ Ukraine khỏi bờ đông sông Dnipro nhưng bất thành. Báo Pravda của Ukraine dẫn lời Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết thêm, quân đội Kiev đang tiếp tục gây tổn thất lớn về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương. Chỉ trong 24 giờ qua, họ đã nhắm bắn 10 khu vực tập trung binh lính và khí tài của Moscow, phá hủy một hệ thống phòng không, một trạm tác chiến điện tử, 3 trạm kiểm soát UAV và một cơ sở quan trọng khác của Nga. Phía Nga hiện chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên. Trong một diễn biến liên quan, ngày 27 tháng 3, Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết một UAV nghi của Ukraine đã đâm trúng một tòa nhà hành chính ở khu vực này. Ông Gladkov viết trên Telegram rằng một UAV của đối phương đã đâm vào tòa nhà hành chính ở Belgorod, cửa sổ ở tầng 3 và tầng 4 tòa nhà bị thổi bay, mặt tiền bị hư hại. Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. Ngày 27 tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đội tuần tra Dnipro của một lữ đoàn tuần tra đường sông được Nga công bố thành lập cách đây vài ngày, nhiều khả năng sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường thủy trên sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson cùng các cù lao giữa sông.
Theo cơ quan này, đơn vị mới thành lập có thể thuộc nhóm quân Dnipro của Nga, được thành lập trên cơ sở hợp nhất nhóm quân Dnipro cũ và nhóm quân Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Nga dường như muốn ngăn ngừa và chặn các đợt vượt sông của lực lượng Ukraine như chiến dịch lập đầu cầu ở làng Karinki. Đồng thời, theo đơn vị này cho rằng cả hai bên đều chịu tổn thất nặng trong giao tranh tại đây. Theo Bộ Quốc phòng Anh, đội tuần tra Dnipro sẽ đảm nhận nhiệm vụ tuần tra trên sông thay cho hạm đội Biển Đen của Nga, vốn đã đẩy lùi hoạt động về khu vực phía đông Biển Đen sau loạt vụ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV cũng như xuồng cảm tử của Ukraine. Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá rằng đơn vị mới thành lập của Nga có thể sẽ bị tổn thương trước xuồng cảm tử của Ukraine, loại vũ khí từng phá hủy nhiều chiến hạm trên Biển Đen. Viện Nghiên cứu Chiến tranh IFVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, đội tuần tra Dnipro sẽ chống lại các cuộc đột kích qua sông của Ukraine, cũng như nỗ lực của họ nhằm duy trì hiện diện hạn chế ở khu vực bờ đông. Chưa rõ quy mô và mức độ trang bị của đơn vị mới, song quân đội Nga có thể sử dụng lực lượng này để hỗ trợ những đợt tấn công vượt sông sang phía bờ Tây, nơi Ukraine kiểm soát. Theo IFVK, sự xuất hiện của đội tuần tra Dnipro nhiều khả năng sẽ buộc Ukraine phải đưa nhân lực và trang thiết bị vốn đang khan hiếm vào khu vực này để đối phó. Sông Dnipro trở thành rào cản tự nhiên, ngăn lực lượng Ukraine ở bờ Tây tiến vào khu vực tỉnh Kherson mà Nga kiểm soát ở bờ Đông. Trong những tháng gần đây, khu vực sông Dnipro diễn ra nhiều cuộc giao tranh, đặc biệt là tại làng Karinki, nơi lực lượng Ukraine đang lập đầu cầu để bảo trụ. Các binh sĩ Ukraine tại làng Karinki cho biết họ phải trú ẩn dưới hầm gần như 24/7 do Nga liên tục triển khai UAV cảm tử tới tấn công. UAV Nga cũng thường xuyên nhắm tới tuyến tiếp tế cho đơn vị Ukraine bám trụ ở Karinki. Một số blogger quân sự Nga cho biết, binh sĩ Ukraine dường như thiết lập thêm vị trí mới ở phía tây làng Karinki, gần phần còn lại của cầu Antonovsky. Vài nhóm nhỏ bộ binh Ukraine vượt sông Dnipro dùng trụ cầu Antonovsky làm nơi ẩn náu trước các đợt tập kích của đối phương và đào công sự gần đó. Ngày 27 tháng 3, các nhân viên điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, NTSB, đã tiếp cận và thu thập được hộp đen của con tàu chở hàng đâm sập cầu Francis Scott Key, còn gọi là cầu Key Bridge ở thành phố Baltimore. Chủ tịch NTSB Jennifer Homendy cho biết, các điều tra viên sẽ tiến hành phân tích dữ liệu trong hộp đen, cũng như làm rõ xem liệu nhiên liệu bẩn có phải là nguyên nhân khiến con tàu bị chết máy khi đang di chuyển và gây ra vụ tai nạn trên. Song bà Jennifer Homendy nhận định dù thiết bị ghi dữ liệu hành trình trên tàu chở hàng Dali là mẫu mới, nhưng so với hộp đen trên máy bay thì vẫn chỉ cung cấp được thông tin cơ bản, không nhiều thông số. Cùng với hộp đen, các điều tra viên đã phát hiện thêm nhiều chi tiết mới, hé lộ những nỗ lực cuối cùng trong giờ phút căng thẳng khi con tàu chuẩn bị đâm vào cầu. Các bản ghi âm nội dung trao đổi giữa giới chức địa phương phụ trách cầu với lái tàu cho thấy thuyền trưởng đã cảnh báo khi tàu Dali di chuyển mất kiểm soát hướng về phía cầu kỳ. Vài phút trước khi vụ tai nạn xảy ra, giọng một người vang lên: "Dừng toàn bộ giao thông trên cầu kỳ, có một con tàu bị mất lái đang đi tới." Trong lúc có tiếng xôn xao của nhiều người bàn về những bước tiếp theo như cảnh báo nhân viên bảo trì rời khỏi tàu, xuất hiện giọng nói lớn của một người: "Toàn bộ cầu vừa bị sập." Đoạn ghi âm cho thấy phần nào các nhà chức trách xử lý trước thời điểm vụ va chạm. Trước đó, sáng sớm ngày 26 tháng 3 theo giờ địa phương, khi tàu container Dali treo cờ Singapore đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka, thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu khiến nhiều người và phương tiện đang lưu thông trên cầu rơi xuống sông. Công ty quản lý tàu Synergy Marine Pt. Ltd. cho biết tàu Dali bị chết máy trước khi xảy ra sự cố. Kết quả là con tàu không thể giữ được hướng đi mong muốn và va chạm với cây cầu. Con tàu được cho là đã thả neo theo quy trình khẩn cấp để giảm tốc trước khi va chạm với cây cầu. Cùng ngày, chính quyền Mỹ thông báo ngừng công tác tìm kiếm 6 người mất tích sau vụ việc. Theo các cơ quan chức năng, căn cứ vào nhiệt độ lạnh giá của nước sông và thời gian tìm kiếm, rất ít khả năng 6 người này còn sống nếu được tìm thấy. Những nạn nhân này nằm trong số 8 công nhân đang làm nhiệm vụ khắc phục ổ gà trên bề mặt cầu thì bị rơi xuống sông khi cầu sập. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 2 người, trong đó một người được chuyển đến bệnh viện do bị thương nặng. Ngày 28 tháng 3, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài SVR của Nga, ông Sergei Naryshkin, đã gặp Bộ trưởng An ninh Nhà nước Triều Tiên Ri Chang-dae trong chuyến thăm Bình Nhưỡng từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Các cuộc đàm phán cấp chuyên viên cũng được tổ chức giữa các quan chức Triều Tiên và Nga. KCNA cho biết, tại cả hai cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau quan điểm về tình hình quốc tế và khu vực hiện nay liên quan đến bán đảo Triều Tiên và Nga, đồng thời thảo luận rộng rãi sâu sắc các vấn đề thực tiễn nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác nhằm đối phó với các âm mưu do Thái ngày càng gia tăng bởi các thế lực đối đầu.
Mặc dù bài báo không nêu chi tiết của cuộc đàm phán, nhưng hai bên được cho là đã trao đổi thông tin tình báo về các cuộc xung đột đang xảy ra ở Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Thông thường, các chuyến thăm của giám đốc tình báo một quốc gia không được công khai. Tuy nhiên, động thái tiết lộ hiếm hoi của truyền thông nhà nước Triều Tiên này dường như nhằm mục đích thể hiện mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Hồi tháng 5 năm 2011, truyền thông nhà nước Triều Tiên từng đưa tin về chuyến thăm Bình Nhưỡng của giám đốc FBR Nga lúc bấy giờ là Mikhail Kharkov và cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên lúc bấy giờ là Kim Song-il. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại Triều Tiên Jun Jong-ho đã lên đường đến Moscow hôm 26 tháng 3. Theo John Hap, ông Jun có kế hoạch tham dự cuộc họp làm việc của Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Kinh tế và Thương mại Triều Tiên-Nga. Nga và Triều Tiên đã tăng cường quan hệ từ khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở vùng Viễn Đông của Nga. Trong đó ông Kim tuyên bố rằng quan hệ với Moscow là ưu tiên số 1 của Bình Nhưỡng. Mỹ và Hàn Quốc đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến. Washington và các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đang tìm kiếm một loạt hỗ trợ quân sự từ Moscow thông qua các giao dịch vũ khí này, chẳng hạn như công nghệ vệ tinh và việc nâng cấp thiết bị quân sự thời Liên Xô. Hồi đầu tháng này, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã vận chuyển khoảng 7.000 container vũ khí tới Nga bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, cả Moscow và Bình Nhưỡng đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này. Trong chuyến thăm căn cứ huấn luyện phi công tàu dốc ở vùng Tver hôm 27 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nước Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine đang bảo vệ người dân trên các lãnh thổ lịch sử của mình. Theo ông Putin, nếu sau khi Liên Xô sụp đổ, châu Âu xây dựng được một hệ thống an ninh thì đã không có chuyện gì xảy ra. Ông Putin nói với các phi công quân sự rằng, hiện nay chúng ta đang làm gì trong chiến dịch quân sự? Chúng ta đang bảo vệ người dân sống trên các vùng lãnh thổ lịch sử của chúng ta. Tổng thống Nga nói thêm, nếu sau khi Liên Xô sụp đổ, họ xây dựng các mối quan hệ an ninh hoàn toàn mới ở châu Âu như Nga đề xuất, thì đã không có chuyện gì giống như ngày nay. Lẽ ra họ chỉ cần tính đến lợi ích của chúng ta trong lĩnh vực an ninh, điều mà chúng ta vẫn nói đến năm này qua năm khác. Trên thực tế là từ thập niên này qua thập niên khác, nhưng sự thật là họ hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nhà lãnh đạo Nga đã gọi những tuyên bố về chuyện Nga sẽ tấn công châu Âu là hoàn toàn nhảm nhí. Khi trò chuyện với các phi công, ông Putin nói, điều này thật vô nghĩa. Những suy đoán rằng chúng tôi sẽ tấn công châu Âu sau Ukraine hoàn toàn vô nghĩa và chỉ nhằm dọa người dân để lấy tiền của họ. Theo nhà lãnh đạo Nga, các nước vệ tinh của Mỹ sợ hãi một nước Nga to lớn và mạnh mẽ, mặc dù họ đang sợ như vậy một cách vô ích. Tổng thống Putin nhấn mạnh, chúng ta không có bất kỳ ý định gây hấn nào đối với những quốc gia này. Ông nhắc lại rằng, không phải Nga tiến về biên giới các nước NATO, ông Putin nói. Họ đã tiến thẳng đến gần biên giới của chúng ta. Lẽ nào là chúng ta đã dịch chuyển đến gần biên giới của họ, của những nước gia nhập khối NATO. Chúng ta không động vào bất kỳ ai, chính là họ đang tiến về phía chúng ta. Chẳng lẽ là chúng ta đã vượt qua đại dương đến gần biên giới Hoa Kỳ? Không, là họ đang tiến đến gần chúng ta và đã đến sát chúng ta, còn chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ bảo vệ người của mình trên những lãnh thổ lịch sử của chúng ta mà thôi. Trước đó, nhiều quan chức phương Tây đã cố gắng kêu gọi ủng hộ viện trợ bổ sung cho Ukraine bằng cách tuyên bố rằng Moscow sẽ không dừng lại nếu Kiev bị đánh bại trên chiến trường. Ngày 27 tháng 3, Nga đã lên tiếng cảnh báo Armenia về những nguy cơ khi nước này tăng cường quan hệ với phương Tây, cho rằng EU chỉ đưa ra những lời hoa mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói, bất cứ điều gì có lợi cho người dân Armenia đều được hoan nghênh. Luôn có con sói đội lốt cừu sau những lời tốt đẹp từ Liên minh châu Âu EU. Đó là cách họ sẽ can thiệp vào đời sống và dự án kinh tế của các quốc gia đang phát triển. Đây là mối nguy lớn. Theo bà Zakharova, không ai định ngăn cản Armenia làm điều họ nghĩ là tốt nhất cho người dân. Bà cũng lưu ý Armenia về những nỗ lực nhằm khuất phục nước này thông qua các khoản vay, từ đó phá hủy những giá trị, truyền thống lâu đời và khiến Yerevan thụt lùi. Bà Zakharova cho biết thêm, phương Tây đáng sợ không phải vì đưa ra những lời hứa suông, mà vì họ lừa gạt dưới chiêu bài cam kết thịnh vượng, nhưng thực tế lại bắt loại bỏ những điều tốt đẹp thực sự. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Armenia Ani Badalian đã phát biểu về cuộc gặp dự kiến vào ngày 5 tháng 4 giữa Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Armenia cho biết sự phát triển trong mối quan hệ giữa Armenia, EU và Mỹ không nhằm ý định chống lại bất kỳ bên thứ ba nào. Vị quan chức này cho biết cuộc gặp là cơ hội quý giá để thảo luận về các chương trình nghị sự song phương giữa Armenia và Mỹ, Armenia và EU, cũng như các vấn đề liên quan đến quan hệ ba bên. Chúng tôi mong đợi những cuộc thảo luận thực chất về đối thoại chính trị, phát triển năng lực của Armenia trong các lĩnh vực kinh tế và năng lượng,
cũng như các giải pháp cho các vấn đề nhân đạo mà Armenia đang phải đối mặt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Armenia nhấn mạnh, cuộc họp cấp cao này nhằm mục đích phát triển và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hiện có và không hướng tới bên nào khác. Những tuyên bố cho rằng cuộc họp nhằm vào bất kỳ bên nào là không liên quan, vô căn cứ. Armenia từ lâu đã phụ thuộc vào đồng minh Nga về an ninh. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Nga và Armenia đã trở nên xấu đi trong thời gian qua. Armenia tỏ ra không hài lòng với Nga vì cho rằng Moscow chưa có các động thái đủ mạnh mẽ hỗ trợ đồng minh tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO trong cuộc xung đột với Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh. Đây là khu vực được cộng đồng quốc tế công nhận là thuộc về Azerbaijan, nhưng có phần lớn người dân là người gốc Armenia sinh sống. Hồi giữa tháng này, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cảnh báo nước này sẽ rời CSTO nếu liên minh quân sự không giải quyết được những lo ngại về an ninh tập thể của Armenia. Trước đó, Ngoại trưởng Armenia Ararat Mizoyan tiết lộ nước này đang xem xét việc đăng ký trở thành thành viên của Liên minh châu Âu nhằm tăng cường quan hệ với phương Tây. Yerevan cũng yêu cầu các quân nhân gìn giữ hòa bình của Nga đóng quân tại sân bay quốc tế Yerevan kể từ khi đất nước giành độc lập rời đi. Tháng trước, Armenia cho biết họ nhiều lần bị Moscow làm thất vọng và muốn xây dựng quan hệ gần gũi hơn với phương Tây. Vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore có thể khiến các hãng bảo hiểm phải chi trả số tiền bồi thường kỷ lục cho việc đền bù một tai nạn tàu thủy. Theo hãng tin Reuters, giới phân tích và các đơn vị cung cấp bảo hiểm đang đánh giá số tiền những doanh nghiệp này sẽ phải chi trả trong vụ sập cầu Francis Scott Key ở cảng Baltimore, bang Maryland, Mỹ, rạng sáng ngày 26 tháng 3. Cây cầu này là đường giao thông huyết mạch giúp vận hành cảng trên. Do đó, việc sập cầu buộc cảng Baltimore, một trong những hải cảng nhộn nhịp nhất bờ đông nước Mỹ, ngừng hoạt động vô thời hạn. Với việc chưa rõ khi nào cảng Baltimore hoạt động trở lại, các lĩnh vực có thể nhận tiền từ vụ tai nạn này bao gồm bảo hiểm vật chất, hàng hóa, hàng hải, tín dụng thương mại và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do yếu tố bên ngoài. Giám đốc quản lý xếp hạng bảo hiểm toàn cầu tại cơ quan xếp hạng tín dụng Morningstar DBRS, ông Marcos Alvarez cho biết, phụ thuộc vào việc cảng Baltimore đóng cửa đến bao lâu và tính chất các khoản bảo hiểm gián đoạn kinh doanh cho cảng Baltimore, số tiền bảo hiểm có thể dao động trong khoảng từ 2 tỷ đến 4 tỷ đô la Mỹ. Ông Alvarez nhấn mạnh, nếu đạt 4 tỷ đô la Mỹ, tiền bảo hiểm cho tai nạn này sẽ phá vỡ kỷ lục khoản tiền bồi thường bảo hiểm cho một vụ việc lớn nhất lịch sử, vốn đang được giữ bởi tai nạn du thuyền hạng sang Costa Concordia hồi năm 2012. Trong khi đó, giám đốc cấp cao kiêm nhà phân tích tại trung tâm xếp hạng bảo hiểm AM Best Mathilde Jacobsen cũng khẳng định số tiền doanh nghiệp có thể yêu cầu được chi trả nằm trong khoảng hàng tỷ đô la Mỹ. Ông Brandon Holmes là nhà phân tích tại tổ chức xếp hạng tín dụng toàn cầu Moody cho biết có khoảng 80 đơn vị bảo hiểm sẽ chia nhau chi trả các khoản tiền này. Ông nhận định, dù tổng số tiền bảo hiểm trong vụ này dự đoán sẽ rất cao, khó có một đơn vị bảo hiểm cụ thể nào phải chi trả quá nhiều. Đó là do số tiền này sẽ được chia cho nhiều đơn vị thanh toán. Tuy nhiên, ông Alvarez vẫn dự đoán thảm họa trên có thể gia tăng áp lực lên lãi suất bảo hiểm hàng hải toàn cầu. Hiện tập đoàn quốc tế P&I Club là đơn vị chi trả bảo hiểm lớn nhất thế giới, chiếm tới 90% số lượng các tàu vận tải xuyên đại dương. Các thành viên của tập đoàn này sẽ chia sẻ trách nhiệm bồi thường cho các vụ đòi bảo hiểm khác nhau có giá trị trên 10 triệu đô la Mỹ trên mỗi thành viên. Theo AM Best, số tiền bảo hiểm lớn nhất mà P&I Club đền bù có thể lên đến 3,1 tỷ đô la Mỹ. Chuyên gia phân tích của hãng đánh giá tín nhiệm Moody Brandon Holmes cho biết khoảng 80% số tiền bảo hiểm sẽ được chi cho việc bù đắp thiệt hại của các tàu. Trong một thông báo, hãng bảo hiểm Britannia P&I cho biết chiếc tàu Dali có trong danh sách bảo hiểm của P&I Club và hãng đang hợp tác chặt chẽ với quản lý của tàu cùng giới chức liên quan để xác thực số liệu và đảm bảo rằng vụ việc này sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Ampan là một công ty phần mềm phân tích kinh tế, ước tính chi phí xây dựng lại cầu có thể lên đến 600 triệu đô la Mỹ và số tiền này nhiều khả năng sẽ được chính quyền liên bang chi trả. Ngoài việc cảng Baltimore tạm dừng hoạt động chỉ trong vòng một tháng, cũng có thể khiến bang Maryland thiệt hại 28 tỷ đô la Mỹ. Ông Julian Horn, đối tác tại Port and Terminal and Logistics thuộc tập đoàn môi giới bảo hiểm MCG and Partner nhận định, sự gián đoạn về kinh tế và thiệt hại mà các doanh nghiệp và cá nhân ở Maryland và Baltimore phải gánh chịu sẽ nhanh chóng lan rộng và phải mất vài năm mới có thể phục hồi hoàn toàn.